Không khí nghẹt thở nhưng vô cùng hào hứng sôi động đã trở thành một đặc sản suốt 20 năm qua của mỗi mùa thi. Kéo còi. Bác sĩ vừa chỉ. Bạch hầu. Ở đâu Việt Nam? Cầm nồng. UNESCO. Đúng là như vậy. Đúng vậy. Chính xác. Sau 4 vòng thi với việc liên tục giành lợi thế, đặc biệt là bứt phá ở vòng vượt chướng ngại vật, vòng Nguyệt Quế đã tìm thấy chủ nhân mới trong năm thứ 20 này. Nhà leo núi Nguyễn Thị Thu Hằng, trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, Ninh Bình. Cô gái thứ tư có thể chạm tới đỉnh vinh quang của Olympia suốt 20 năm qua. Thu Hằng vô địch! Thu Hằng vô địch! Thu Hằng vô địch! Và thưa quý vị, lúc này tại trường quay S11 của truyền động 24 giờ, chúng ta đang được chào đón Nguyễn Thị Thu Hằng, nhà leo núi xuất sắc nhất đã chạm đến đỉnh vinh quang của đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Chúc mừng em. Thưa quý vị, người ta nói như thế này: núi Ninh Bình không cao mà hiểm, sông Ninh Bình không sâu mà chảy xiết, địa linh ắt sinh nhân kiệt. Ninh Bình thì có rất là nhiều những điểm tự hào khác nhau, và bây giờ thì có thêm một điểm tự hào nữa mang tên Thu Hằng. Chúc mừng em, rất là tuyệt vời. Em đã quen chưa với cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang này? Đến tận giây phút bây giờ em vẫn còn đang ngơ ngơ và rất là hạnh phúc ạ. Anh có thể sờ cái vòng Nguyệt Quế. Đây là vòng Nguyệt Quế rất đặc biệt, thưa quý vị, là 20 năm, một dấu mốc đặc biệt lên con số 20 ở đây. Đó. Nhưng mà thực sự là nó nhẹ em tưởng rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em, mình ở đây nhá. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì là chủ nhật. Mình vừa mới xem xong trận chung kết điểm lên đỉnh Olympia. Năm nay rất tự hào là ở quê mình là Kim Sơn Ninh Bình có một thí sinh Thu Hằng đã giành chức vô địch. Nhưng mà ở tại nơi mình đang sinh sống đây cũng có một bạn nữa cũng tham gia ở trận chung kết. Một bạn ở thị xã Quảng Trị, Tuấn Kiệt. Nói chung là cả hai bạn đã thi đấu rất là xuất sắc. Và dù sao thì cũng là rất là tự hào vì quê hương mình đã có một bạn đạt chức vô địch. Như vậy là rất là tự hào các bạn. Có một câu là địa linh thì sinh nhân kiệt. Ninh Bình đúng là địa linh sinh nhân kiệt. Và bây giờ thì hôm nay thì để mừng cho cái chức vô địch mới của Kim Sơn Ninh Bình thì mình sẽ làm một bữa cơm để liên hoan cả gia đình mình. Ha ha ha!
nay mình sẽ luộc nha các bạn. Luộc cho nó nhanh. Ăn mừng. Lần đầu tiên có một thí sinh nữ lên đỉnh đó các bạn. Lên đỉnh Olympia. Thành tích vô địch. Năm nay cũng là năm đánh dấu lần đầu tiên mà giải thưởng được tăng lên. Kim Sơn mình thì có 3 trường cấp 3 các bạn. Nói 3 trường cấp 3 thì không đúng nhưng mà thấy 4 trường. Kim Sơn A, Kim Sơn B, Kim Sơn C và một trường giống như là trường bán công. Không phải bán công là trường trường bọn mình hay gọi là trường miền. Nó là trung tâm giáo dục thường xuyên. Đúng chưa? Mỗi người một cục chiến đấu luôn. Lau gà đã xong nha. Lau gà các bạn. Luộc gà để ăn mừng. Còn chắc hôm nay chỉ có gà luộc thôi. Thế nên mình sẽ khi mà gà dần chín thì mình sẽ cho măng vào để hầm lấy rau ăn thôi. Măng ăn rau. Thì măng thì mình xin chào các bạn là măng thời điểm này của Quảng Trị mới có mưa được 1-2 ngày đấy. Thì măng thì ăn rất nhiều, em cũng bảo mình lấy được 2-3 xi măng là mình sẽ luộc lại một tí nữa, xong rồi mình sẽ cho vào đấu với gà.
măng mình lấy sáng nay nhé. Luộc này lần nữa thì tặng. Con lắm rồi, con lắm rồi. Sướng. Mày. Bỏ đây tí nữa. Đây là măng tre các bạn. Đây là măng tre đó. Mình lấy xong là mình luộc đi cho nó hết đắng đi. Mình ăn bình thường các bạn. Rồi, khi mà đang đợi gà chín nha, mình sẽ chế biến cái nước chấm nhé. Không phải nước chấm mà muối chấm. Hôm nay thì mình sẽ kết hợp rất nhiều các loại gia vị nha. Mình sẽ có lá chanh này, ớt đây, và muối bột canh nhé. Và muối bột canh này, ít mì chính này, và tương ớt. Sẽ làm muối chấm nhưng mà giống như kiểu nước sốt. Bây giờ bắt đầu mình sẽ chanh. Chanh. Thịt gà là phải có lá chanh thì mới ngon các bạn. Chanh mới có mưa nên này, khá là nó. Đây mình sẽ bỏ vào chén để mình làm nước sốt. Nước sốt chấm. Hôm nay làm nước chấm cay một tí ăn cho nó sướng. Thực ra thì ớt này nó không cay mấy. Muối này là muối hạt nêm thôi. Được. Có mì chính rồi, mình cho thêm tí nữa. Tương ớt nó cũng chua rồi nhưng mình sẽ cho thêm một tí chanh nữa cho nó hòa quyện hơn. Lấy hột ra. Rồi bây giờ mình sẽ đánh đều nhé. Đánh đều cái hỗn hợp này, tạo thành nước sốt chấm. Thịt gà chấm tiêu chanh là chuyện bình thường, hôm nay mình sẽ làm một loại nước chấm khác. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong hỗn hợp nước chấm thịt gà.
luộc ăn mừng. À, còn với mình thì ăn thịt gà thì cũng thiếu một loại củ ăn kèm. Đây, đây là củ hành, hành tăm. Có nơi gọi hành hàng bằng hành tăm, còn có nơi thì gọi bằng hình như là đúng rồi, nhiều nơi gọi là hành tăm, còn ở mình đây thì gọi là bằng cái củ ném nhé. Củ này ăn rất là cay, cay hơn cái củ hành tím rất là nhiều, nhưng mà nó cay thì nó thơm. Ai mà đi cảm ăn đi mưa thì mình đi cảm thì lạnh ăn cái củ này vào thì giải cảm rất là tốt. Ra rồi đấy các bạn. Hôm nay mình sẽ không để cả con, mình chặt ra từng miếng này. Tí nữa ai thích miếng nào gặm miếng đấy sướng. Đùi đây, đùi đây. Đùi đây, đùi đây. Đùi đây, đùi đây. Úi xời, ngon chưa? Đây. Còn cái cánh nữa. Cơm hôm nay của nhà mình đây chỉ có gà luộc này, măng hầm này, nước sốt chấm gà này hết. Xin mời mọi người dùng cơm với nhà mình nhé. Bữa cơm mừng Kim Sơn có giải nhất Olympic, đường lên đỉnh Olympia. Rồi xin mời cả quý mọi người dùng cơm với nhà mình nhá. Rồi mời mọi người ăn cơm nhá. Hôm nay ăn thì ai thích thế nào ăn. Thích món nào ăn đâu.
các cô chú anh chị xem video nhớ like và share, đăng ký kênh cho ba em mình nhé.